Dạ, xin chào tất cả các chị và bạn xem kênh của Hiền Toyota. Mình là Sơn ạ. Vâng, một siêu phẩm lại về với showroom của Hiền Toyota. Một chiếc Toyota Veloz đời 2022 nhập Indo. Một chiếc xe gọi là cực kỳ hot thời điểm bây giờ. Và nó siêu mới các bạn ạ, siêu mới, siêu lướt. Nó mới chạy được hơn 700 km thôi. Xin mời các chị bạn xem chi tiết nhé. Vâng, một chiếc xe Toyota Veloz, một chiếc xe cực kỳ hot thời điểm bây giờ các bạn ạ. Cực kỳ hot luôn. Đấy, chiếc xe nhập Indo và nó siêu mới các bạn ạ. Nó mới chạy được hơn 700 km. Vâng, giá bán là 738 triệu các bạn nhé. Vâng, hôm trước mình đã về, bên mình cũng về một chiếc màu đen thì đã bán ngay trong ngày. Hôm nay lại về một chiếc màu bạc đây. Dạ, một chiếc xe siêu mới các bạn ạ. Vâng, thực ra giá lăn bánh của nhà máy Toyota thì nó cũng chỉ là 700, khoảng 730, hơn 730 một tí thôi. Nhưng mà thực ra bây giờ các chị các bạn mua xe mới á, bây giờ không thể nào mà có, không bao giờ có. Mà các chị bạn phải mua, nếu như mà nhận xe á, thì nó phải tầm được khoảng gần cuối năm mới nhận được xe. Đấy, thế nên là những cái xe này tại sao có những anh chị các bạn là comment về chiếc xe lần trước mình quay á, tại sao mà giá lại xe cũ mà lại cao hơn, thậm chí cao hơn một chút xíu so với xe mới trong hãng. Nhưng mà xin thưa với các chị các bạn á, xe mới trong hãng bây giờ thời điểm bây giờ là không thể nào có. Đấy, cho nên là bên mình cũng phải mua vào giá cao. Đấy, chiếc xe Veloz ở bên mình hôm trước màu đen á, bán cao hơn giá trong hãng một chút xíu. Và chiếc này cũng thế một chút. Các chị bạn ạ. Vâng, 738 triệu các bạn nhá. Vâng, các chị các bạn nào đang tìm những cái dòng xe như thế này thì hãy đến ngay Hiền Toyota Bình Triệu, 806 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, xem xe, đi thử xe và thương lượng giá các bạn nhé. 738 triệu. Vâng, các chị các bạn xem kênh vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình về thông tin của chiếc xe này nhé. Vâng, một siêu phẩm bây giờ đang cực kỳ hot bây giờ các bạn ạ. Cực kỳ hot luôn. Toàn bộ đèn pha là led hết 100% các bạn nhé. Đây, lưới tản nhiệt này, hình kim cương này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn các bạn này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đó, không một vết chảy nhá, mới 99,9% các bạn ạ. Không một vết chảy luôn. Đó, Toyota Veloz 738 triệu các bạn nhé. Đây, các chị bạn nhìn này, mâm phay này. Đó, đó, 2022 mới chạy được 700, hơn 700 km. Dạ, xe thì cũng đã lên phim cách nhiệt rồi các bạn ạ. Và đặc biệt ở những cái chiếc xe này, các chị bạn nhìn này, cảnh báo điểm mù. Đấy, rất là ít những cái xe mà tầm tiền như thế này mà có cái cảnh báo điểm mù các bạn nhé. Đấy, đây, đương nhiên rồi, ốp cánh cửa này chưa bao giờ vặn ra cả các bạn ạ. Xe này bảo hành hãng cho đến 2025. Đấy, xe này anh chị mua cứ mang vào hãng test các bạn nhé. Đấy, bảo hành hãng, đang bảo hành hãng. Ghế thì bộ ghế nỉ màu đen mà sọc màu xám trắng. Đấy, sạc không dây các bạn này. Đó, đây, xe này có phanh tay điện tử này, auto hold này. Đấy, giữ phanh. Đây, mời các chị bạn xem đây, 794 km. Đó, cực kỳ mới luôn, siêu siêu mới luôn các bạn ạ. Đó, đây, màn hình đây, tiếng Việt luôn các bạn nhé. Đấy, đầy đủ hết, camera các thứ, màn hình thì màn hình tin theo xe cực nét rồi. Đó, nó siêu mới luôn, hơn 700 cây số mới chạy lòng vòng một tí đấy các bạn ạ. Đấy, 738 triệu các bạn nhé, cực kỳ mới luôn. Xe này xe biển số thành phố, các chị bạn nào ở thành phố cũng mất 20 triệu tiền biển nhé. Vâng, xe này thì vay ngân hàng được 70% và tối đa là 6 năm. Dạ, xe này 5+2 các bạn ạ. Đây, hàng ghế thứ ba đây. Đó, đằng sau thì có 2 chỗ thôi. Đó, siêu mới luôn. Dạ, đó, nắp bi, nắp lô các thứ gì mới cứng keng luôn các bạn ạ. 700 km, gần 800 km, đi vào xe còn nguyên mùi xe mới các bạn ạ. Còn mùi xe mới. Dạ, đây, mời các chị bạn xem cái mức tiêu hao nhiên liệu này. Đấy, kết hợp là 6,3, trong đô thị là 7,7 và ngoài đô thị là 5,4 km, à 5,4 lít cho 100 km. Cực kỳ mới luôn, siêu siêu mới.
Đấy, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Yeah, đây, cái này là bản Cross các bạn nhé, bản Cross. Xe này thì nhập Inno nguyên chiếc rồi, bạn này. Yeah. Đây. Đó, chị bạn này, siêu mới luôn, cực kỳ mới luôn. Đó, tuyệt vời. Lâu lâu bên mình lại về những cái siêu phẩm như này, quá mới luôn, siêu mới luôn các bạn ạ. Vâng, không còn có cái gì là mới hơn. Yeah. Chiếc màu đen trước thì nó đúng là lúc mình quay là 38 km. Yeah. 38 km, đúng cái thời, đúng là từ chạy xe từ hát về nhà, chạy đi đổ xăng không về nhà. Yeah. Quá mới luôn các bạn ạ. Chiếc xe này thì 700 mấy chục km. Yeah. Cực kỳ mới luôn đây. Đó, không còn gì là mới hơn. Tuyệt vời. Cái này nó mới ra, Toyota mới ra, nhập Inno về bạn thấy gì bạn ạ? Đấy, nó có những cái tính năng là tuyệt vời. Đấy. Đây, mời các anh chị bạn xem cái khoang động cơ của em nó này. Trời ơi, nó mới keng xoang, mới tinh hình tình ấy bạn ạ. Đấy. Đấy này các anh chị bạn như này. Mới không? Trời ơi, mới tinh tình tình luôn. Dạ. Trời ơi, chả có cái gì mới hơn nữa. Nói chung là không phải lo nghĩ các bạn ạ. Cực kỳ mới luôn này. Khóa mới luôn. Dạ. Đấy, máy rất thoáng các bạn nhá. Cái khoang máy cực kỳ thoáng luôn. Dạ. Đó. Cực kỳ mới luôn nhá, không còn gì để nói nữa các bạn nhá. Nói chung là chỉ có các anh chị các bạn mua cứ mang vào hãng test thoải mái các bạn nhá. Không còn cái gì để mới hơn. Vâng, một chiếc xe Toyota Veloz đời 2022 nhập Indo. Mới chạy siêu lướt là được hơn 700 km. Giá bán là 738 triệu các bạn nhé. Một chiếc xe nhập Indo màu bạc, cực kỳ đẹp, cực kỳ hot thời điểm bây giờ. Vâng, 738 triệu. Anh chị các bạn có thể là đến 806 quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức coi xe, đi thử xe nhé các bạn nhé. Dạ vâng. Hoặc là điện thoại cho mình ở số điện thoại trên màn hình nhé. Vâng. Anh chị các bạn xem kênh vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình về thông tin của chiếc xe này nhé. Vâng, xin cảm ơn các chị bạn đã xem hết video này.